Trong các phiên giao dịch gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã chào bán thành công tín phiếu kỳ hạn 28 ngày trị giá 30.000 tỷ đồng với lãi suất rất thấp, phản ánh tình trạng dư thừa thanh khoản đáng kể giữa các tổ chức tín dụng, có thể là do khó khăn trong việc giải ngân các khoản vay mới trong bối cảnh hoạt động kinh tế vẫn còn yếu kém. Đáng chú ý là tính đến ngày 15 tháng 9, dư nợ tín dụng cho toàn bộ nền kinh tế chỉ tăng 5,56% so với đầu năm, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 14-15%. Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục hút thanh khoản dư thừa để ổn định tỷ giá trước đồng USD mạnh hơn. Các dự báo được đưa ra sau khi họp FOMC tuần trước của Fed đã cho thấy mức lãi suất của Fed sẽ tương đối cao trong năm tới. Với mức dự trữ ngoại hối hạn chế, Ngân hàng Nhà nước đang không khuyến khích các nhà đầu cơ tích lũy USD bằng cách đặt tỷ giá yêu cầu đối với USD ở mức giới hạn trên tỷ giá hối đoái tham chiếu hàng ngày. Điều quan trọng cần lưu ý là Ngân hàng Trung ương khó có khả năng chuyển qua quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt từ nới lỏng, miễn là lãi suất huy động Việt Nam đồng tối đa không đổi với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Tuy nhiên, trước áp lực tỷ giá kéo dài, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ phải tạm dừng cắt giảm lãi suất điều hành và do đó chúng tôi điều chỉnh lại dự báo về lãi suất điều hành trong năm tới. Thay vì khả năng Ngân hàng Trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, hiện tại chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong năm 2024. Hoạt động chào bán tín phiếu trong mấy ngày qua ghi nhận mức lãi suất thấp hơn lãi suất chào bán kỳ hạn 1 tháng trên thị trường liên ngân hàng. Điều này thể hiện thanh khoản dư thừa đáng kể của các tổ chức tín dụng, vượt mức yêu cầu dự trữ bắt buộc tối thiểu do Ngân hàng Nhà nước quy định 3% đối với kỳ hạn dưới 12 tháng và 1% đối với kỳ hạn trên 12 tháng đối với hầu hết các tổ chức tín dụng. Một trong những nguyên nhân có thể là do các ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc giải ngân các khoản vay mới trong bối cảnh hoạt động kinh tế suy yếu. Việc thắt chặt nguồn cung tiền đồng thông qua việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cũng được xem là một trong hai công cụ quan trọng mà Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng để ổn định tỷ giá một cách hiệu quả trước áp lực đồng USD mạnh hơn, có thể kéo dài hơn dự kiến. Hơn nữa, đối với lãi suất của Mỹ và đồng USD, sau cuộc họp tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ phạm vi mục tiêu lãi suất ở mức cao trong vòng 22 năm là 5,25% đến 5,5% sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và cũng phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường. Fed cũng báo hiệu rằng có thể sẽ có một đợt tăng giá khác trong năm nay. Hơn nữa, các dự báo được đưa ra trong biểu đồ chấm cho thấy khả năng chỉ có 2 lần cắt giảm vào năm 2024, cho thấy lãi suất của Fed vẫn sẽ tương đối cao trong năm tới. Đối với Việt Nam, từ đầu năm đến nay, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước chưa tích cực bán USD dự trữ để ổn định tỷ giá. Thay vào đó, bằng cách đặt tỷ giá bán USD ở mức giới hạn trên tỷ giá hối đoái tham chiếu hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước về cơ bản đang ngăn cản các nhà đầu cơ tích lũy USD, vốn được giao dịch ở tỷ giá thị trường tương đối thấp hơn. Nguyên nhân cơ bản khiến Ngân hàng Nhà nước hạn chế thực hiện can thiệp là do dự trữ ngoại hối chưa phục hồi đáng kể sau sự can thiệp từ tháng 2 cho đến tháng 11 năm ngoái. Ước tính Ngân hàng Nhà nước đã bán ra hơn 26 tỷ đô để ổn định thị trường ngoại hối. Bộ đệm dự trữ ngoại hối thấp củng cố quan điểm của chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ tiếp tục hút thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở cho đến khi tỷ giá USD và Việt Nam đồng ổn định. Chúng tôi cho rằng do những tác động của luồng thông tin như trên, thị trường cũng đã một phần phản ứng khá mạnh khiến chỉ số chung suy giảm nhanh chóng, cộng hưởng với áp lực từ các nhà đầu tư cá nhân giảm vị thế ký quỹ. HDC cho rằng với các điều kiện vĩ mô cho thấy sự phục hồi tốt vào cuối năm và năm 2024, chúng tôi cho rằng đây là một đợt bán tháo lành mạnh và chỉ số ở mức 1140 đến 1150 sẽ mang lại lợi thế vững chắc cho mục tiêu chỉ số 1284 điểm của chúng tôi từ đây. Chúng tôi khuyến nghị mua vào khi thị trường suy yếu bao gồm cảng biển với đại diện Gemadep, thủy sản với đại diện VHC, ANV, khu công nghiệp với đại diện PHR, KBC, VGC do được hưởng lợi từ tỷ giá USD cao và nhu cầu phục hồi. Những cái tên tiềm năng khác bao gồm MWG với sự cải thiện của bách hóa xanh khi doanh thu gần đây trên mỗi cửa hàng đạt 1,65 tỷ đồng, tiệm cận mức hòa vốn 1,75 tỷ đồng và sự kiện ra mắt iPhone 15, mã cổ phiếu CTR với câu chuyện liên quan đến mạng 5G hay mã cổ phiếu PTB là doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu. Để biết thêm thông tin chi tiết và các cơ hội đầu tư nổi bật liên quan đến ngành và từng cổ phiếu cụ thể cũng như các nhận định chung về thị trường, quý nhà đầu tư có thể tham khảo các bản tin hàng ngày, các buổi livestream định kỳ và các buổi hội thảo online theo chuỗi C2C của HSC dành riêng cho quý nhà đầu tư của HSC.